Cùng chào đón một trang phục có tên là Họa Liên, đến từ nhà thiết kế Nguyễn Hoàng Minh và được trình diện bởi thí sinh Nguyễn Thị Hương Ly. Hoa sen từ lâu được mọi người biết đến với vẻ đẹp yêu kiều, dịu dàng. Nhưng chủ đề năm nay là Vina Woman, một trang phục Họa Liên đem đến hình ảnh mới mẻ hơn của hoa sen. Một hoa sen cứng cáp, mạnh mẽ. Hoa sen được tạo hình như một ngọn lửa đang rực cháy, thể hiện sự dũng cảm và tinh thần quyết chiến của người phụ nữ Việt Nam.